hình ảnh các bạn vừa xem thì các bạn cũng nắm được một phần nào đó cái công việc chế trợ lực cho xe. Thì đối với những chiếc 350i nói riêng và tất cả những dòng xe máy nói chung thì việc chế trợ lực mỗi xe là khác nhau nha các bạn. Có xe thì sử dụng trợ lực trung tâm, có xe thì lại sử dụng trợ lực cổ. Và đặc biệt hơn là cái việc chế trợ lực ở bên mình nó thay đổi theo từng ngày. Tại sao mình lại nói như vậy? Ngày xưa khi mà mình chế những cây trợ lực như thế này thì việc khoét nhựa nó rất là gọi như là nó không có được như ý. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mình hoàn thiện cái con SH350 này chế trợ lực Olin 68mm dành cho những dòng xe ghi rong trần, ví dụ như phân khối lớn là Raider, Satria, thì cái trợ lực này nó rất là ngắn. Nó ngắn nhất trong tất cả những cái trợ lực mà dạng thanh. Thì cái trợ lực này mình đã chế xong. Và bây giờ thì mình muốn xoay cho các bạn coi thử coi là cái trợ lực này nó hành trình nó chạy như thế nào. Các bạn thấy được là bên mình làm trợ lực là chạy hết ti, không bị cạ cứng ha. Đó, canh ngay giữa, khoét nhựa. Và mỗi cái trợ lực bên mình canh lại thì đều khoét nhựa nó đẹp hơn, thẩm mỹ hơn. Và tất nhiên là nó sẽ không bị cạo vào dàn nhựa nữa, không bị cạo vào thân của trợ lực. Thì để hoàn thiện một cái trợ lực như thế này bên mình phải mất gần 2 ngày. Đó, để canh chỉnh, để gắn, để khoét nhựa, để hàn, để khoan lỗ, để làm tất cả mọi thứ. Và rất là nhiều anh em hỏi là tại sao không hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta có thể chế trợ lực tại nhà. Xin thưa với anh em là khi anh em chế trợ lực tại nhà, anh em có thể làm được, nhưng cái việc canh không chuẩn nó sẽ giúp cho, nó sẽ khiến cho anh em thứ nhất là dễ xảy ra tai nạn. Cái thứ hai nữa là những cái món đồ chơi giá trị như thế này mà bị chày, bị gãy thì nó rất là đáng tiếc. Và đó là lý do tại sao là nếu như anh em có nhu cầu muốn trợ lực, anh em hãy đến với những tiệm uy tín để mà giao con xe cưng của mình. Khi anh em ngồi lên một chiếc xe như thế này, anh em hãy cảm nhận thử là chúng ta chạy một cái xe với nội công rất là mạnh, xe rất là mạnh. Những cái trợ lực như thế này giúp chúng ta ổn định tay lái hơn. Và khi chúng ta muốn có được điều đó thì chúng ta phải canh chỉnh. Bởi vì cái trợ lực này nó không nằm trên những chiếc xe này. Đồ chế là phải cẩn thận anh em, phải tính toán, phải đo đạc, phải làm sao nó an toàn nhất. Bởi vì tính mạng của chúng ta nằm ở đây. Và hiện tại thì bây giờ bên mình đã có thể nhận chế tất cả những cái trợ lực cho xe. Anh em đi xe nào, anh em chỉ cần nói dòng xe, nói trợ lực anh em muốn đi, hành trình của cái trợ lực đó, loại trợ lực mà anh em chọn, bên mình sẽ nhận chế cho anh em hoàn thiện lên xe giống như sản phẩm trước mặt anh em đây. Và Phương hy vọng là nếu như mà anh em chúng ta tin tưởng thì anh em có thể ghé địa chỉ đồ chơi xe máy Sơn Quận Nhất, 191 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5 để trao đổi trực tiếp với bên mình trước khi chúng ta tiến hành làm. Thì cuối cùng Phương vẫn mong là sẽ mang đến nhiều cái sản phẩm tốt, những sản phẩm đẹp, những sản phẩm có kỹ thuật đến nâng cấp những chiếc xe cho anh em và giúp xe anh em thẩm mỹ hơn, an toàn hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.